lớp mấy rồi? Lớp 7. 7 giỏi. Em gái của chị Tiền nha mọi người. Từ nãy giờ em có nằm hay cháo với chị không? Dạ. Nhớ rồi, chắc nhớ lắm. Mỗi lần chơi đi, mỗi lần chị đi mạng là hồi đó chị đi mạng chị về xong chị đi là trước đêm chị đi là khóc liền. Chị lúc còn sống rồi đi làm lâu lâu về chơi lần ha. Dạ. Hai cháu cũng về luôn ha. Hồi lúc mà chị chưa có lấy chồng thì chị đi về là lâu lâu chị về, chị mà lâu lâu chị về. Trước đêm chị đi mạng là ôm lại không có cho chị đi. Cưng ôm chị lại ha. Giờ chắc chị mất rồi đâu còn thấy nữa. Chắc nhìn hình không nhớ. Tối ngủ nằm có nhớ chị khóc không? Lâu lâu ngồi đó cái nhớ lại chị với cháu. Tội nghiệp con. Hương cháu. Nghỉ hôm nay mấy ngày mới đi học rồi? Dạ con đi hồi bữa mắt tới giờ là hồi bữa mắt rồi qua bữa thứ sáu rồi con đi học. Vô mình nhớ cháu mà khóc rồi. Nhớ chị. Chị đi về là ôm chị hồi lúc còn sống á. Chị em quấn quýt với nhau lắm. Bé này ha. Nuôi tiền cũng mười mấy. Lúc đó nó còn bé Hương chị nhớ chị nhớ cháu. Khi nào cứ nghe mà nó không ấy là mở lên mở bên ngoài vậy đó, nhưng hết nhang là đốt, hết nhang đốt. Này em gái có tiền lại đốt với tiền vàng bạc cho chị Tiền với cháu. Cái tiền bạc cho chị với cháu ha. Alo. Cái này em đang học bài. Viết chữ đẹp em nói rồi.
cơm chưa? Dạ, hồi nãy đi học ăn rồi. Ăn à? Ủa chứ làm đi học về rồi ha? Dạ, đi dục ha? Dạ. Rồi mình đi học buổi chiều ha? Dạ.